mùng 7, chủ nhật ngày 7 tháng 6. Sau lại lên lô clip giới thiệu mọi người ba tay cắt cỏ Mazuyama 26cc, ống 34 ly. Đó, thì ba cây này mình một cây là hai cây trợ lực này, hai cây trợ lực, một cây là Mazu sừng này. Đấy thì mình có vội quá nên là chưa có gấp lắp ở cái dây ga nhá. Đấy, thì lên sớm lô, lên sớm ba cây cho mọi người coi nhá. Thì ba cây này em xin phép báo giá này. Trước này, giá của nó là đồng giá 2 triệu bao ship nhá, đồng giá 2 triệu bao ship cho các bác nhá. Đó, đồng giá luôn. Đấy, các bác kết cây nào thì báo em đấy. Nhiều khi cứ hỏi là nó bao tiền thì em báo giá luôn, clip nào em báo giá hết cho các bác dễ chọn lựa nhá. Đó, thì em xin phép giới thiệu chi tiết cây từ phải qua trái đi. Cây này là cây số 19. Số 19 này. Đấy, trong một cái đô cắt cỏ gồm 50 cây. Con này con số 19 này. Này Mazuyama, đây là cái lê gió của nó nhá. Lê gió của nó này. Đấy này. Đấy, rất đẹp nhá, bồ trắng bốc luôn này. Vâng nhá. Dần. Lốc máy này, Made in Japan này các bác nhé, CD máy cho các bác luôn, CD máy in này E705110 705170. Đó, CD máy này, bạn quay nó không rõ lắm đâu. Đó, máy rất đẹp cho các bác nhé. Đó, cây này thì cần Mazuyama luôn. Còn nhiều bác thích màu đỏ đấy, thì con này cần zin nhá. Đấy, tay ga thì lên tay ga bo cho các bác nhá, lên tay ga bo rất tiện. Thì giá của nó là 2 triệu bao ship nhá, đủ đồ nhá, bao ship đủ đồ các bác này. Mazuyama đấy, Mazuyama giá 2 triệu, quá đẹp. Chạy 2 triệu thì bằng giá của một con máy Trung Quốc thôi, nhưng mà cái độ bền của nó, cái độ tiết kiệm nhiên liệu thì nó hơn hẳn luôn, rất là nhẹ nhàng, rất tiết kiệm nhiên liệu nhé. Rồi, cho em giới thiệu bác cây số 2, mã của nó là cây 11 nhé, cây số 11 các bác nhé. Đấy, quay cho bác này, bình xăng trắng bốc luôn, rất là đẹp, đó, rất là đẹp. Cái dây ga em chưa lắp kịp được bác này, CD máy này các bác này, CD máy nhá. Rất đẹp. Máy rất đẹp cho các bác này. Thử con ốc. Cần máy này. Zin hết nha, đầu bò nha. Đầu bò zin này. Chống cuốn cỏ nha. Đó. Cây này 2 triệu nhá. Trợ lực, có trợ lực. Trợ lực này, trợ lực hồi nhá. Đây, trợ lực hồi nhá. Đấy, nhả về thì nó nổ thôi. 2 triệu bao ship đủ đồ. 2 triệu bao ship đồ cho anh em nhá. Máy rất đẹp nha các bác nha. C máy này. C006460042. Bình xăng trắng bốc luôn, giá 2 triệu. Máy quá đẹp. Đó, nhiều bác lại thích cây màu nâu, nhiều bác lại thích cây màu đỏ. Đó, bác nào thích cây nào, kết cây nào. Cho được. Rồi, xin phép giới thiệu tiếp cây số 3. Cây số 3. Mã nó số 4 nhá. Cây số 4 này. Mazuyama cái hệ mà 267 này, V này em bán rất là chạy luôn. Vì là sao? Vì nó chạy. Đấy, như các bác sử dụng rồi, các bác nhiều bác phản ánh là Mazuyama này chạy cực kỳ bốc, cực kỳ bền. Con này chạy rất bốc nhá, tiết kiệm nhiên liệu. Tiếng máy rất gắt luôn. Đó, này. Bue nó này, Mazuyama. Đấy. Nguyên zin hết nhá. Bình xăng. Đó. Tất cả đều nguyên bản. Bô trắng bốc luôn. Bên hông này, đệm bên hông nhá. Rất êm. Rất êm cho các bác luôn. Đệm này rất là êm. Đó. Tay lái này, đấy em lắp vội quá nên có tắp lắp nhầm sang bên tay trái rồi. Không sao cả thì mình lắp lại thôi.
nhiều lúc vội lên clip cho các bác. Cần zin nhá, cần zin đầu bò zin, cần zin đầu bò zin giá 2 triệu, có trợ lực phải rất đẹp. Đó, cần zin nhá, MB267 quay con kiến. Rồi, các bác nào mua hàng liên hệ số điện thoại 0976 123320. Em sẽ tư vấn thêm về sản phẩm nhé. Cảm ơn mọi người nhé.